Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ Sự của tác giả Kinh Cước Chika, quyển 10 mang tên là Thọ, chương 6, Không Thể Nào. Hà Thanh vừa dứt lời, Lục Tắc Phi và Lục Thiệu Đan đã thấy quả nhiên Hạo Hạo đúng y như lời cô. Ánh mắt lại chuyển qua đây lần nữa. Thật ra tính Lục Tắc Phi khác tính Lục Thiệu Đan một trời một vực, bây giờ đã tò mò hỏi tới như đứa trẻ. Trường linh lực là gì? Có thể nhìn thấy không? Hà Thanh nhìn anh ta một cái, duỗi tay kéo bàn tay nho nhỏ lại mềm mại và mũ mĩm của Hạo Hạo, chân phải nhẹ nhàng dẫm khoảng đất trống đằng trước. Chỉ trong nháy mắt, lấy bản thân cô làm tâm điểm, là bụi mỏng trên sàn gỗ màu nâu đỏ lập tức được gột rửa bay thẳng lên không trung, tạo thành hình tròn tựa như tựa giữa lòng bàn chân, vừa tỏa ra một sóng dao động không thể thấy bằng mắt thường. Là bụi mỏng kia nếu bị ai hút lấy, bay thẳng ra ngoài qua cả bốn phía. Bụi không bay quá cao, chỉ tà tà ngang đầu gối con người, chỉ chốc lát đã nhanh chóng rơi xuống. Lần này dấu vết trên sàn nhà càng rõ ràng hơn. Khu vực trong bán kính 1 mét quanh chân Hà Thanh bóng loáng không một dấu vết, sạch kín kít như vừa được lau quét vô số lần. Mà khu vực ngoài bán kính 1 mét thì như bị bụi bặm đùn lại, xếp thành hình vòng tròn, khác biệt quá mức rõ ràng. Trong sạch ngoài bẩn, thật sự khiến người ta rung động. Dù từ hôm qua, đặc biệt sự không tầm thường của Hà Thanh, Lục Tắc Phi vẫn bị cảnh tượng hoàn toàn lật đổ nhận thức trước giờ này làm cho thán phục. Trong lòng mỗi người đàn ông đều có giấc mộng võ hiệp. Tuy Hà Thanh không phải cao thủ võ lâm, song hành động này thì chẳng phải rất giống hình tượng cao thủ nội lực cao thâm trong tiểu thuyết đấy ư? Ánh mắt anh ta sáng quắc, chỉ hận không thể kéo phứt Hà Thanh đi nhờ cô truyền cho một bí kíp võ công. Trương Quốc Minh còn đang đứng bên cửa phòng bếp, trong tay cầm ly thủy tinh, nét mặt thẫn thờ nhìn Hà Thanh ngơ ngác. Đến tận khi Hạo Hạo không chịu nổi yên lặng mà kéo tay Hà Thanh, cũng học động tác của cô, nhẹ nhàng dẫm chân phải xuống đất, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tuy là thế, Hạo Hạo đã mất một chủ hồn trong ba hồn, vẫn không có bất kỳ biểu cảm thái độ gì. Không chỉ gương mặt không thay đổi mà hành động cũng không có gì khác thường. Hành động mới rồi của nó chẳng qua chỉ là do hai hồn bảy phách còn lại trong cơ thể bị trường linh lực xung quanh Hà Thanh hấp dẫn nên mới hành động trong vô thức như thế. Sau khi bước lên một bước, cơ thể nó lại như bị đông cứng thành tượng, không hề nhúc nhích, cũng không có cảm xúc gì. Con người mịt mù u tối nhìn Hà Thanh chăm chú, tựa hồ sâu không thấy đáy, khó mà đoán, lại thấp thoáng nét hoảng sợ. Hà Thanh nhìn chằm chằm vào mắt nó, ánh mắt nó vẫn không hề có tiêu điểm, rã rời đờ đẫn, nét mặt uể oải. Giữa hai người như đang trong cuộc đối thoại không âm thanh không tiếng nói. Cô như mày bắt đầu. Trương Quốc Minh vừa luôn chú ý tình hình bên này, lập tức căng thẳng hỏi, bắt đầu cái gì? Hà Thanh nhìn hắn một cái, giải thích. Bắt đầu đau đớn hôm nay. Lục Thiệu Đan đã hiểu sơ phần nào chuyện này, lập tức ngồi thẳng người, nhìn kỹ sắc mặt Hạo Hạo, ý đồ tìm ra chút dấu hiệu của đau đớn. Nhưng bởi đã mất đi linh hồn, tất cả ý thức của nó đều không còn tồn tại, đương nhiên cô không có phản ứng trên tinh thần. Hà Thanh giải thích với Lục Tắc Phi và Trương Quốc Minh, vẫn không hiểu mô tê gì. Sau khi hồn phách của Hạo Hạo bị người ta ăn mất thì cũng không thể bị tiêu hóa ngay trong một sớm một chiều được. Đứa bé này linh hỏa chưa tắt đã bị người ta lấy mất chủ hồn, và nhất định đối phương còn là người sống chứ không phải yêu ma quỷ quái gì. Nhưng hồn phách trẻ con là thứ tinh khiết nhất, muốn hoàn toàn hấp thụ cô không phải chuyện dễ dàng. Thật ra thì không chỉ Hạo Hạo phải chịu khổ, mà ngay đến kẻ đứng sau
mỗi ngày tiêu hóa hồn phách của nó cũng không phải một chuyện thoải mái dễ chịu, mà đoán chừng cũng hết sức đau đớn. Có thể làm ra chuyện như vậy nhất định phải là người từng có tiếp xúc tay chân với Hạo Hạo. Mọi người nghĩ thử xem, rốt cuộc là ai người đáng nghi nhất đây? Hoặc phải nói là có ai mà sau khi tiếp xúc với nó thì mỗi ngày đều sẽ có một khoảng thời gian tương đối khó chịu? Hà Thanh vừa nói như vậy, Chu Quốc Minh lập tức sững người. Trong đầu hắn rối tung hàng ngàn suy nghĩ, những cảnh tượng nhiều đếm không xuể chồng chéo loạn xạ trong tâm trí. Lồng ngực đột nhiên trào ra một hơi kìm nén, cốc trà bằng thủy tinh trong tay cũng rơi lạch cạch xuống đất. Bởi vì sàn là sàn gỗ nên thủy tinh hình dáng đặc biệt này không lập tức vỡ ngay, mà lăn liền mấy vòng, chậm rãi lăn đến bên chân Hà Thanh. Lục Tắc Phi lập tức nhận ra điều không đúng. Quốc Minh, sao vậy? Gương mặt Quốc Minh tái trắng, môi mím chặt, hắn lẩm bẩm nói: trước khi Hạo Hạo xảy ra chuyện, người từng tiếp xúc với nó, hơn nữa mỗi ngày đều có một khoảng thời gian không thoải mái, là hắn đưa tới nụ cười nhạt như không thấy bên mép cụ già hôm ấy. Có rảnh rỗi thì dẫn con đến gặp tôi thử nhá. Là ai? Lục Tắc Phi lập tức hỏi. Lục Thiệu Đan cũng tỏ ra hồi hộp căng thẳng. Là cụ Lâm. Tướng quân Lâm. Lục Tắc Phi sững người, trắng hết mặt, lập tức cao giọng nói: sao có thể như vậy được? Ông ấy là nguyên lão thời kháng chiến mà. Hơn nữa năm nay đã lớn vậy rồi, đã hơn 100 tuổi. Nói tới chỗ này, anh ta bỗng dưng nghẹn lời. Đã hơn 100 tuổi. Nhưng nguyên lão từ thời kháng chiến tới giờ, có ai mà không cả thân bệnh tật? Cho dù là người được chăm sóc tốt nhất thì khi qua đời cũng mới có 90. Tuy năm đó bởi do tình hình đất nước đặc thù nên cụ Lâm mới được xưng là trái tim tổ quốc, song dù danh tiếng chỉ là danh tiếng thì cũng không thể xóa đi những công hiến cụ đã làm cho tổ quốc. Tất cả những chiến tích lớn nhỏ năm xưa cụ đều từng trải qua. Con người không phải bình đồng ra sắt, nhất định chiến tranh đi qua sẽ để lại một vài tật cũ. Làm sao có thể sống lâu như vậy được? Lục Tắc Phi hít thở thật sâu, lườm mặt nhìn sang Lục Thiệu Đan vừa đặt thông minh bên cạnh. Cả hai anh em lại cùng đồng loạt thở sâu một hơi. Trường Quang Minh nói xong thì lại chìm trong sự yên lặng kỳ dị kéo dài. Hồi lâu sau, tần được cảm thấy mình đang nghĩ lệch lạc, hắn vội vàng lắc đầu, hất văng suy nghĩ không thực tế kia đi. Không thể nào, tướng quân Lâm là người như thế nào tôi biết rất rõ. Tuy có hơi nghiêm khắc nhưng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện táng tận lương tâm thế này đâu. Nhận định là không thể đâu. Để tôi nghĩ lại xem, trước khi Hạo Hạo xảy ra chuyện có tới trường mẫu giáo, nhận định là trên đường đã tiếp xúc với ai rồi. Để tôi nghĩ lại xem. Trong biểu hiện của họ, Hà Thanh lập tức hiểu ra. Ở hiện tại, người có thể được gọi là tướng quân thật sự không nhiều. Huống hồ là với gia thế như của Lục Thiệu Đan và Lục Tắc Phi. Nhắc tới người này mà còn coi trọng như vậy, thế thì người này chắc chắn không bình thường. Cô nhìn Lục Thiệu Đan, ánh mắt ngờ vực. Lục Thiệu Đan cắn môi, nói: "À Thanh à, có lẽ là nghĩ sai rồi. Để anh Trương suy nghĩ thêm đi." Hà Thanh cau mày: "Người đó là ai? Mọi người tin tưởng người đó vậy cơ à?" Lục Thiệu Đan khổ não đáp: "Không phải tin tưởng, mà là thân phận người này rất đặc biệt. Một khi chuyện lớn lên thì chắc cả mấy thế gia trong đế đô đều không được yên đâu." Cô nhìn nét mặt mờ mịt của Hà Thanh, cuối cùng vẫn phải nhẫn tâm. "Người này chắc bạn cũng đang nghe nói tới rồi. À Thanh à, vị tướng quân Lâm này chính là cụ nội của Lâm Lâm, Lâm Tái Phương." "Cụ nội của nhóc chó con à?" Hà Thanh trợn trừng mắt. Trước này Lâm Lâm chưa từng nhắc tới người nhà, đương nhiên Hà Thanh cũng không biết gì cả. Nhưng điều được biết chỉ thông qua lời Lục Thiệu Đan đã nói. Không ngờ lần đầu tiên nghe thấy lại là
trong trường hợp này. Chỉ không biết rốt cuộc vị tướng quân Lâm kia có liên quan gì tới chuyện Hạo Hạo hay không. Hết chương thứ 6. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 7. Ích kỷ. Chẳng lẽ thật sự là vị nguyên lão kháng chiến đấy? Trong lòng mọi người ở đây đều có một ý nghĩ hoang đường như thế. Trong chốc lát, bởi vì qua mức rung động mà cả phòng im phắc như tờ. Đương nhiên Hà Thanh biết là tại sao. Tạm không nói bây giờ thân phận Lâm Tái Phương là tướng quân thì hơn cả. Người này vẫn là anh hùng cùng nhập ngũ suốt thời kháng chiến. Trong thời đại bây giờ, những anh hùng thời chiến đã còn mấy vị còn sống cơ chứ? Mỗi một anh hùng còn sống đều được bên trên vô cùng coi trọng. Huống hồ bây giờ người này đã hơn 100 tuổi, còn là người tham chiến kháng chiến vì sự nghiệp hòa bình đất nước ngay từ đầu. Không chỉ riêng một mình cụ Lâm, đến cả con trai, cháu trai cụ cũng đã toàn bộ hy sinh vì đất nước. Cả gia tộc giờ chỉ còn lại một cụ già và một cậu chắt trai mới vừa trưởng thành, có thể nói là đã dâng hiến cả toàn bộ cho đất nước. Một người như vậy phải làm sao mới có thể khiến mọi người tin tưởng rằng cụ chính là kẻ chủ mưu, vì muốn kéo dài tuổi thọ mà không tiếc cắn nuốt hồn phách trẻ con. Nếu thật sự là cụ Lâm, vậy họ nên làm gì mới phải đây? Mọi người biết chân tướng này qua mức huyễn hoặc, là lời không thể thẳng thừng nói ra công khai. Nhưng nếu không đối phó với ông ta trên phương diện pháp thuật, vậy người này đã lớn tuổi như vậy, nếu từ nhỏ đã tu luyện loại thuật pháp thiên môn này, thì chút năng lực của Hà Thanh e còn chưa bằng được nửa người ta. Thật sự không dám đảm bảo có thể thu phục được. Mà một khi tin tức đối phó cụ Lâm truyền đi một tí phong thanh, đoan chừng trên dưới cả nước sẽ xôn xao náo loạn. Và quan trọng nhất là Lâm Tái Vương còn là cụ nội của nhóc chó săn cơ mà. Hà Thành nhớ tới biểu hiện khi thì thâm độc, khi thì xấu hổ của Lâm Lâm trong lần đầu gặp, còn cả những lúc hiểu chuyện và nghe lời gọi mình là chị A Thanh lúc bấy giờ. Nhất thời đầu óc hỗn loạn, không biết nên làm sao mới đúng. Vì nghĩa quên thân trước giờ chỉ là lời nói cho hay thế thôi. Còn nếu muốn làm thật, Vậy cô phải đối mặt với Lâm Lâm thế nào? Về sau thằng nhóc đó sẽ phải sống ra sao? Rốt cuộc có nên cho cậu ấy biết tin tức này không? Chỉ có vào lúc này Hà Thanh mới nhận ra, hóa ra mình cũng không phải cô gái lòng ôm chí nghĩa ghét ác như thù kia, mà tất thảy cũng chỉ vì mục đích ích kỷ. Không muốn khiến người bên cạnh bị tổn thương, muốn người thân bạn bè đều được vui vẻ khỏe mạnh, muốn sân trường nơi mình theo học luôn được yên ổn bình an. Nhìn mái tóc đen bóng lại mềm mượt của Hạo Hạo, đầu cô căng to, trong đầu quanh đặc như hồ dính, lòng bàn tay chậm rãi diễn ra một lớp mồ hôi mịn. Không chỉ riêng cô, ngày đến Lục Tắc Phi và Lục Thiệu Đan cũng sẽ mà bình ổn lại tâm trạng. Người nhà họ Lục bọn họ cũng là những người từng liều mạng trong chiến tranh, cả gia tộc cũng phải vào quân đội huấn luyện từ nhỏ. Đối với quân nhân, đối với những anh hùng trong kháng chiến thì đều hiểu rõ tình cảm sâu đậm này hơn ai hết. Cụ Lâm là đối tượng họ luôn sùng kính, dù bây giờ đã hiểu rõ sự mặt tối của chính trị, cộng thêm lập trường chính trị khác nhau, nên trong lòng cũng không còn sự kính ngưỡng thuần khiết như lúc ban đầu. Sau những sự cảm động và khâm phục khi xưa thì cũng không thể dễ dàng chối bỏ. Bây giờ bề ngoài yên ổn bị xé mở thẳng thừng, hai người im lặng đưa mắt nhìn nhau, cũng không ai nói gì. Mà Trương Quốc Minh thì lúc này đã đầu óc rối bời, sốc tới nỗi con trai mình cũng không buồn để ý. Từ mười mấy 20 tuổi hắn đã bắt đầu làm cảnh vệ bên cạnh cụ Lâm. Trong lúc ấy có mấy lần cơ hội được cất nhắc cũng đều nhà cụ Lâm kiếm giúp cho, đưa hắn đi huấn luyện ở lại trong quân đội thời gian lâu. Cũng chính nhờ những lần huấn luyện ấy mà hắn với Lục Tắc Phi mới quen nhau. Cụ Lâm còn từng có ý kiến kiếm cho hắn một cái chức, nhưng hắn tự hiểu lấy mình,
biết với tính cách của bản thân thì thật sự không thích hợp làm công việc bàn giấy. Vì vậy mới khăng khăng đòi ở lại bên cụ làm bạn đã có 20 năm. Trong lòng hắn, cụ Lâm không khác gì ông nội của mình. Bây giờ một bên là đứa con trai, cả nhà coi như bảo bối, một bên là lãnh đạo cũ, lòng coi như người thân. Trong lòng hắn giao chiến kịch liệt, bất kể thế nào cũng không dám tin rằng đây là sự thật, dù biết rõ ràng nó mới là chân tướng có khả năng nhất. Bầu không khí trong căn nhà như ngưng động, tựa như hô hấp cũng là việc khó khăn. Đến tận khi cơ thể mềm mềm của Hạo Hạo không nhịn được co lại, bây giờ Hà Thanh mới kịp hồi thần. Hạo Hạo vẫn duy trì tư thế bước lên trước một bước. Mất đi linh hồn, nó không hề cảm thấy chán, cũng không thấy mệt mỏi. Gương mặt phung phính đáng yêu ngơ ngác như khúc gỗ, không còn nửa phần sức sống nào. So sánh với những đứa trẻ thông minh hoạt bát khác, dáng vẻ này của nó thật sự không khác gì bức tượng. Thay vậy, Hà Thành không nén nổi áy náy. Họ chỉ biết lo nghĩ cho lập trường của mình, do đó mà băn khoăn, mà do dự. Nhưng còn Hạo Hạo thì sao? Nó mới bé tí như thế, thậm chí cuộc đời còn chưa bắt đầu, không được lựa chọn gì đã bị tước đoạt hết tương lai. Một đứa trẻ ngốc nghếch như vậy, nó còn có thể có tương lai gì nữa không? Nhưng người bọn họ có bố ruột nó, cũng có người xa lạ thương xót nó. Cho dù vị Lâm tướng quân kia có nhiều ưu thế hơn chăng nữa, tình cảm có thân thiết hơn nữa, huân chương chiến công có lóa mắt hơn nữa, tất cả những thứ ấy đều không phải là lý do để có thể làm ra chuyện sai trái. Hà Thanh khẽ cắn răng, nhanh chóng ngồi xuống kéo Hạo Hạo vào trong ngực. Tuy Hạo Hạo không có ý thức, nhưng phản ứng bản năng của thân thể thì vẫn còn. Đừng lâu như vậy, cơ thể đã hơi tê. Lúc này được Hà Thanh ôm vào, hai hồn bị bại lộ, không có một thứ gì che chở, tức khắc cảm nhận được linh lực đậm đặc, toàn thân lập tức buông lỏng, bước chân không còn đứng vững. Hà Thanh vội vàng ôm nó ngồi xuống sofa, cẩn thận xoa bóp bắp chân cho nó. Dù biết rõ là lúc này Hạo Hạo không thể nghe hiểu, cô vẫn không nhịn được trấn an. Hạo Hạo à, xin lỗi nha, đừng lâu như vậy, có phải tê chân rồi không? Chị xoa cho em nhé. Trường linh lực xung quanh cô vẫn tỏa rộng, vô số sợi linh lực mỏng nhẹ chập chờn dao động quân quanh từng vòng từng vòng. Đối với Hạo Hạo chỉ còn lại phản ứng bản năng. Xung quanh Hà Thanh tựa như cái nôi nuôi dưỡng hai hồn bảy phách còn lại của nó, tựa như những năm tháng còn u mê trong phôi thai. Sự yên tĩnh xung quanh có thể đưa tới những sóng dao động khiến nó buông lỏng, khiến nó yên tâm. Nó vùi đầu vào lồng ngực Hà Thanh, từ đôi mắt vẫn luôn mở to trào ra từng giọt nước mắt to nặng. Giọt nước mắt trong suốt và tròn xoe men theo khuôn mặt trắng sạch mịn màng của nó, chậm rãi lăn xuống, rơi vào trên người Hà Thanh, tựa như búa tạ ra vào tận tim cô. Từ trước tới nay chưa khắc nào cô hiểu rõ như vậy, rằng mình ích kỷ và đáng khinh nhường nào. Viền mắt cô hoe đỏ, cảm giác áy náy như sóng lớn lũ lượt ùa về tim, khiến cả họng cả mắt cô đều thấy chua chát. Đôi môi run rẩy lại không nói ra được lời nào. Cô vươn lưng Hạo Hạo hỏi nhỏ, có phải đau lắm không? Hết chương 7. Chương 8 xác nhận. Hạo Hạo không trả lời, nó không thể nói gì được. Nhưng Hà Thanh biết chắc là nó đang rất đau. Ở nơi không ai nhìn thấy, bàn tay bàn chân và cả gân xanh trên lưng Hạo Hạo đều đang co rút với biên độ rất nhỏ. Đây là dấu hiệu cho thấy linh hồn nó đang bị thứ khác mai mòn, đồng hóa. Đồng thời cũng vì linh hồn đang liên hệ với hai hồn khác trong cơ thể nên mới dẫn tới phản ứng này. Lục trường Trường Quốc Minh không phát hiện ra, không phải vì hắn không để ý kỹ, mà là do khi mới bị lấy cắp hồn phách vẫn còn trong trạng thái mơ màng, linh hỏa chưa tới, tầng bảo vệ bên trong sẽ không bị xóa bỏ ngay. Mà bây giờ theo như Hà Thanh có hiểu biết sơ về điều này nhìn thấy, hẳn hồn phách nó
đã bị lấy mất chừng nửa tháng. Thời gian lâu như vậy, nếu kẻ đứng sau đã lấy linh hồn của nó từ nửa tháng trước thì đến bây giờ có lẽ cũng đã bắt đầu tiêu hóa. Tay chân Hạo Hạo co quắp chính là vì linh hồn của nó đã bắt đầu bị chính thức cắn nuốt. Mỗi ngày linh hồn bị mài mòn trong khoảng nửa giờ. Nửa giờ này không chỉ Hạo Hạo đau đớn mà cả kẻ đứng sau cũng sẽ không được dễ chịu. Trạng thái của hai người lúc này tựa như con trai và hạt cát trong cơ thể nó. Phần thân mềm của con trai bao bọc một hạt cát sần sùi, không ngừng ma sát cọ giữa. Toàn thân nó liên tục bị va chạm dữ dội, không thể nói rõ được là đau đớn ở chỗ nào. Mà linh hồn Hạo Hạo thì lại như hạt cát bị mài giũa ấy, liên tục bị đẩy qua đẩy lại trong thân trai, bị mài cọ giũa rèn từng chút một, đến tận khi được mài giũa thành viên ngọc trai mượt mà, không còn góc cạnh. Mà cái gọi là mượt mà của linh hồn này, từng chỉ khi đã dung nhập trường linh lực đặc thù và suy nghĩ của nó thành như chính của mình, thì có thể lập tức tiêu hóa. Từ đó về sau, thân thể Hạo Hạo sẽ hoàn toàn thành vật vô chủ. Sau khi linh hồn hoàn toàn tiêu tán, nếu Hạo Hạo được dẫn tới nghĩa trang hoặc những nơi âm khí nặng như bệnh viện, cơ thể mở rộng của nó sẽ trở thành chiến trường cho những linh hồn không thân thể chiếm đoạt, hoặc là điên, hoặc là chết. Khi thời gian từng giây từng phút trôi qua, biên độ co quắp của Hạo Hạo càng lúc càng lớn. Đầu ngón tay nó không khống chế được run rẩy, cơn xanh gãy guộc trên mu bàn tay dần dần từng hồi. Trường Quốc Minh đã nhận ra sự bất ổn ở con trai, vội vàng lao tới hỏi: "Chuyện gì vậy? Tại sao Hạo Hạo lại thế này?" Vừa nói vừa luống cuống vuốt ve tay chân và đầu con trai. Hạ Thành Dung giữ chặt tứ chi không ngừng co rút của Hạo Hạo, nói với Trường Quốc Minh: "Đây chính là phản ứng do linh hồn bị ăn, giống như những thứ bị nuốt vào dạ dày của con người vậy. Nuốt rồi thì phải không ngừng tiêu hóa. Phản ứng này chính là do linh hồn Hạo Hạo đang trong quá trình bị tiêu hóa. Linh hồn nó đang tiêu tan từng chút một đấy." Hạ Thành nói vô cùng rõ ràng. Trường Quốc Minh còn chưa nghe xong mà đã cảm thấy đau như không muốn sống. Con trai của hắn từ nhỏ nó đã được cả nhà bao bọc, ai nấy cũng dùng hết tâm sức để rèn luyện dạy dỗ, tới nay chưa từng dám để cho nó chịu một đau đớn. Thế mà bây giờ lại bị người ta tiêu hóa. Dù chỉ mới nghĩ tới hình ảnh cái dạ dày đang tiết ra axit để hóa lỏng thức ăn, hắn đã cảm thấy không thể chấp nhận rồi. Hai tay Trường Quốc Minh run run ôm Hạo Hạo về lại trong ngực. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, môi hắn đã nổi do từng lớp da khô nẻ, đôi mắt đỏ bừng, vừa tang thương lại vừa mệt mỏi. Tất cả những điều được biết hôm nay đã hoàn toàn lật đổ tất cả nhận thức của hắn. Những thứ hắn từng tin tưởng, từng cho là lý tưởng, từng tôn kính và yêu mến, tất cả bị lật đổ không còn gì, không còn gì hết. Hào Hào nằm yên trong lòng bố, mặt không biểu cảm gì, đôi mắt vừa to vừa đen lay láy nhìn thẳng vào gương mặt mà mình rất đỗi quen thuộc. Trường Quốc Minh nhìn nó, môi run, một hồi sau cũng không nói nổi lời nào. Chốc lát sau, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống tạt vào gương mặt Hạo Hạo: "Xin cô đây, hãy cứu nó đi." Nước mắt nam nhi không thể đổ, chẳng qua chỉ vì chưa tới lúc đau lòng. Hà Thanh hiểu được sự bối rối và đau đớn trong lòng hắn, song dù vậy vẫn lắc đầu khó xử. Việc này thật sự không dễ làm. Nếu hồn phách bị người khác giam giữ, em có thể thông qua chiêu hồn thuật để tìm nó về, cùng lắm thì liều một lần, so xem thuật pháp của ai mạnh hơn. Nhưng trường hợp của Hạo Hạo thì khác. Linh hồn của nó bị người ta cắn nuốt, nếu em cưỡng chế ép chiêu hồi thì không những không thoát khỏi sự khống chế của người nuốt nó, mà còn có thể khiến kẻ đó đặt nó vào chỗ nguy hiểm, thẳng tay đánh tan. Nếu như vậy, hiệu quả kéo dài tuổi thọ của kẻ đó đạt được
tuy không mấy tốt, nhưng ít nhất cũng còn hơn không có gì. Chuyện đến bây giờ, cách duy nhất có thể cứu nó chính là đánh trực diện với đối phương, trực tiếp chế ngự kẻ đó. Nhưng là... Lời còn lại thì không nói ra. Hà Thanh cau mày nhìn ba người ở đây, trong lòng hiểu rõ, một khi đối đầu trực diện với người nọ, nhất định họ phải thừa nhận sự thật rằng người thân nhất thì tổn thương gây ra mới là lớn nhất. Và lại, một khi đi tới bước đó, bất kể là ai ra tay thì chuyện cũng đã không thể cứu vãn đảo ngược. Nếu là một người có ý chí không kiên định, ví dụ như Trương Quốc Minh vừa nhìn đã biết là người có tình cảm sâu nặng với người đó, ngộ nhờ hắn lâm trận phản bội thì bên Hà Thanh sẽ lập tức gặp phải nguy cơ trùng trùng. Dù sao đi nữa, thân phận hai người cũng không ngang hàng. Một là tướng quân có công lớn từ thời kháng chiến, mà một người khác thì chỉ là một anh trò nghèo, bình thường không có bối cảnh. Nên bản Trương Quốc Minh đờ đẫn. Vào giờ phút này, hắn chỉ muốn não của mình cứ rỗng tuếch như thế, không cần phải suy nghĩ gì cả, yên lặng ngồi thần ra một chỗ. Chân tướng suy đoán được quá mức tàn khốc, hắn thật sự không thể chịu đựng nổi. Trạng thái toàn thân co giật của Hạo Hạo dần dần biến mất. Hắn xoa tay xoa chân cho con trai, đột nhiên hy vọng dâng trào, nói với Hà Thanh: lời tôi vừa nói cũng chỉ là suy đoán vậy thôi. Ngộ nhỡ là không phải thì sao? Làm sao có thể chứng minh người đó chính là người đã cắn nuốt hồn phách của Hạo Hạo chứ? Thật ra thì nghe lời họ vừa nói, trong lòng Hà Thanh đã hiểu rõ, người tình nghi về cơ bản đã được xác định. Hồn phách của đứa trẻ linh hỏa chưa tắt, chỉ có một tác dụng rõ rệt mà không vật gì sánh bằng, ấy chính là kéo dài tuổi thọ. Trẻ tuổi hơn, sinh mạng vẫn còn dài, không cần phải bí quá hóa liều làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế. Còn người tuổi tác lớn lại có biểu hiện phù hợp. Từ hiểu biết của Trương Quốc Minh thì chỉ có một mình lão tướng quân Lâm. Dù sao đi nữa, hôm ấy cũng là do Trương Quốc Minh tự dẫn Hạo Hạo tới trước mặt lão tướng quân Lâm cho người đó gặp mặt. Dù sao lão tướng quân Lâm cũng đã nhiều tuổi vậy rồi, quan hệ vô số, nếu có thể khen ngợi đứa bé này vài câu, vợ mắt nó thì bất kể là đi học hay trong sự nghiệp ngày sau, con đường Hạo Hạo bước đi luôn có thể thênh thang hơn nữa. Chính vì nguyên nhân này nên Trương Quốc Minh mới dẫn Hạo Hạo theo từ tận sáng sớm. Suốt đường lái xe tới biệt thự, trên đường không tiếp xúc với một người nào. Thời gian cả buổi trời, người Hạo Hạo tiếp xúc chỉ có ba. Nhưng ngay buổi tối hôm đó, sau khi trở về, nó liền bắt đầu lên cơn sốt, nhiệt độ không hề cao, thời điểm cao nhất cũng chỉ có 37-38 độ. Đối với trẻ con thì chỉ là chuyện bình thường, nên họ cũng không đến để ý. Ai mà ngờ được chứ. Hết chương 8, chúng ta cùng nghe tiếp chương 9, quyết đánh đến cùng. Lúc ấy, ai có thể ngờ là chỉ một lần gặp mặt ngắn ngủi này là khiến Hào Hào chìm sâu vào địa ngục muôn kiếp không thể thoát ra. Trương Quốc Minh ôm chặt đứa con trong lòng, tựa hồ cơ thể yếu ớt của Hạo Hạo có thể mang tới cho hắn động lực và can đảm tận cùng. Hắn siết chặt nắm tay, chậm chậm đứng dậy. Phải làm thế nào mới có thể chắc chắn được người đó là ai? Giọng hắn trầm khàn, lại chưa quyết tâm liều mình bất chấp hỏi câu này thêm lần nữa. Nhưng so với vừa nãy, câu hỏi lần này mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Lục Tắc Phi im lặng ngồi yên một bên, nghe vậy thì lo lắng gọi một tiếng: Quốc Minh. Khóe mắt Trương Quốc Minh dần giật mấy hồi, nhưng cuối cùng vẫn không tạo một nụ cười nổi. Hắn buồn bã từ bỏ, sau thì nói: Hạo Hạo là đứa con duy nhất của tôi, vì đó bảo tôi làm gì cũng được. Sở dĩ nó biến thành như vậy đều là do lòng tham của tôi. Nếu không phải vì tôi mưa cho Hạo Hạo bước khởi đầu tốt hơn thì đã không cần dẫn nó tới đó. Nên bây giờ đã có cơ hội giúp nó khôi phục. Tôi, thật ra tôi
cũng không cần do dự. Kẻ làm bố như tôi thật sự là thất bại quá mà. Còn một khi suy đoán trở thành thực tế, vậy tức là ánh mắt tôi thật sự không được. Bầu bạn suốt 20 năm mà lại không thể thấy rõ mặt mũi thật của người ta. Giọng Trương Quốc Minh vợ bi quan lại tuyệt vọng. Tuy Lục Tắc Phi nhỏ hơn hắn rất nhiều, cũng chưa hiểu được tâm trạng của người làm cha, nhưng vẫn cảm động lây, cảm thấy đau lòng khó nén. Nhưng ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng anh ta vẫn không nói lời nào. Trạng thái co giật toàn thân của Hạo Hạo vừa rồi đang ngưng, có lẽ là mệt mỏi. Giờ phút này nó đang nhắm mắt ngủ rất say. Hà Thanh vẩy mọi suy nghĩ thừa khỏi đầu. Thấy thái độ kiên quyết của Trương Quốc Minh thì suy nghĩ hồi lâu rồi nói: nếu mọi người đã loại trừ những người khác, vậy tức chỉ còn một người tình nghi duy nhất, thế thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thật ra muốn tìm kẻ đứng sau cũng không khó. Cái khó là làm ra được chuyện này phần lớn đều là người quen, sợ dễ dàng nói ra thì mọi người sẽ không tin tưởng, rồi từ đó lại càng không cho tiếp xúc với Hạo Hạo nữa. Lời này của Hà Thanh là lời nói thật, bởi vì tuy với kinh nghiệm của cô thì vẫn chưa có tiếp xúc với sự việc hồn phách bị ăn mất kiểu này, nhưng ngặt nỗi trong cơ thể lại có tới 3 hồn. Trong đầu còn có một Long Vệ Nhất đang ngày đêm lơ lửng. Nếu Long Vệ Nhất chịu hỗ trợ chỉ thẳng tên kẻ đứng sau, tạm không nói thân phận kẻ lão tướng quân lâm khiến người ta khó tin cỡ nào, e chỉ khoảnh khắc nghe được tên người đó thôi, Trương Quốc Minh luôn một lòng trung thành sẽ nổ tung mất. Vậy nên trong tình hình không có bất cứ trợ giúp gì, để mấy người bọn họ cùng nhau thảo luận nghiên cứu thì sẽ dễ tìm ra được kết quả khiến người ta không thể tin nổi kia hơn. Cùng may là họ đã kết luận như vậy, còn bằng không với thân phận của lão tướng quân lâm, nếu không phải chính miệng bọn họ nói ra thì hôm nay e Hà Thanh nói rách cả miệng cũng đừng hòng khiến ai tin tưởng. Cô lại nói với mọi người: muốn tìm kẻ đứng sau, thật ra chỉ cần dùng vật trên người Hạo Hạo là được. Ký ức bản năng của cơ thể sẽ dẫn dắt linh hồn khiến nó sinh ra phản ứng, ví dụ như lông tóc, máu huyết các thứ, dùng nó để thử chiêu hồn. Phản ứng ở đâu mạnh nhất thì tức là nó ở ngay chỗ đó. Bởi vì mọi người đã có người tình nghi nên chỉ cần xác nhận xem người đó có phản ứng gì hay không, rất nhanh thôi. Chiêu hồn thuật trong phạm vi nhỏ như vậy sẽ không kinh động đến người đã cắn nuốt hồn phách, đồng thời cũng giảm nguy hiểm người đó có thể gây ra đến mức thấp nhất. Đây chính là phương pháp dễ chấp nhận nhất đấy. Nói rồi Hà Thanh liền bắt đầu dẹp gọn những đồ đạc uống trà trên bàn sang một bên, đồng thời còn luôn miệng yêu cầu Trương Quốc Minh: có gạo nếp không? Phải là gạo mới năm nay. Trương Quốc Minh vội vàng đáp ngay: được được được, tôi sẽ tìm ngay. Đáng thương cho Trương Quốc Minh, bởi vì từ sau khi kết hôn có cô vợ qua sức hiền huệ, công việc của hắn lại bận rộn nên cơ hồ chưa từng bước vào bếp. Bây giờ đừng nói là gạo nếp, ngay đến gạo tẻ thường ăn, nếu không phải hắn từng ở lâu trong quân đội thì e đã không tìm được nó ở nơi nào. Hà Thanh lại hỏi Lục Thiệu Đan: Thiệu Đan, hình như ngày thường nhà cậu đều ăn thức ăn tự nhà trồng nhỉ? Trong gia tộc có ai nuôi gà không? Nếu có thì mang một con gà trống bự tới nhé, phải trên 3 tuổi. Lục Thiệu Đan nhanh nhẹn gật đầu, liền đó lập tức đi gọi điện thoại sắp xếp. Hà Thanh mở ba lô, lôi ra từng thứ đồ quái lạ, lê thêm cả mấy tờ giấy vàng chưa cắt xong xuôi. Cô hít sâu một hơi, bày hết máu cho đen, chu sa bút vẽ và giấy vàng lên trên bàn, với cả một cái lư hương nho nhỏ trông rất xinh cũng được lau chùi một lần, cung kính đặt ở một bên của bàn trà. Hiệu suất của bên nhà họ Lục thật sự rất cao. Trương Quốc Minh vừa mới tay chân luống cuống, đầu đầy mồ hôi đi ra, y bảo mình đã tìm được một bát gạo nếp. Mặc dù không biết có phải gạo năm nay không, thì bên kia Lục Thiệu Đan đã báo tin đã tìm được gà trống chết 3 tuổi. Hà Thanh nhìn Trương Quốc Minh
đã đứng ngồi không yên, vội vàng trấn an. Nếu đồ đạc được gom đủ sớm thì kết quả cũng sẽ nhanh có thôi. Yên tâm, bất kể có phải người anh nghĩ hay không, kết quả cũng sẽ nhanh được biết. Lục Thiệu Đan nhìn đồng hồ, thời điểm hiện tại nếu không kẹt xe thì chắc chừng nửa giờ là tới. Hà Thanh gật đầu, trộm bứt một sợi tóc trên đầu Hạo Hạo, nghi một hồi, cảm thấy không chắc chắn nên lại lia tay trên ngón giữa trắng mập của Hạo Hạo. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, khi rụt tay về thì bên trên đã có một giọt máu đỏ rực. Cô duỗi ngón tay bắn ra, bắn giọt máu tròn đầy nọ vào mực chu sa đã mài sẵn, nhẹ mắt xâm chiếm hết chỗ chu sa, khiến nó nổi lên màu dầu bóng mịn. Hà Thành không dùng bút vẽ bùa mà chỉ vươn ngón trỏ nhúng vào hộp mực chu sa, xong xuôi lập tức bắt đầu nguệch ngoạc trên giấy vàng. Tâm thần đan nguyên, lệnh ngã thông chân, tư thần luyện dịch, đạo trúc thường tồn, thái thượng đài tinh, ưng biến vô đình, kim sách hồn phách, linh giác chỉ dẫn. Niệm chú ngữ xong xuôi, Hà Thanh cũng đã lìa tay về đến nét bùa cuối cùng. Bởi vì chu sa khô nhanh, đầu ngón tay cô dính đầy chu sa đỏ tươi. Chu sa lại không phải vật quá ẩm hay nhăn mịn, nên giờ giơ tay lên thì lập tức rơi ảo ảo xuống thành những mảnh vụn. Để những thứ ấy đã không còn quan trọng. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tờ giấy vàng viết vẽ đầy những họa tiết ký hiệu kỳ lạ kia hiện đang thong thả lơ lửng bay lên không trung. Rồi trong thời khắc mọi người mê mẩn ngắm nhìn, nó lảo đảo bay thêm vòng nữa, rồi lại lập tức chậm rãi trôi về trên mặt bàn đã bày gọn. Hà Thành đã có chuẩn bị sẵn, không hề thấy nóng này. Cô đè lá bùa không ngoan ngoãn kia lại trên bàn, cùng lúc chờ đợi. Gà trống tới rồi. Hết chương 9. Chương 10. Con gà kia. Những thứ người họ Lục ăn hàng ngày chắc chắn là loại chất lượng hàng đầu, vừa xanh tốt dinh dưỡng lại vừa tự nhiên. Tìm trên chợ cơ hồ không thể thấy được, cùng cả con gà trống uy phong lẫm liệt kia. Con gà trống kia bị người ta dùng dây buộc chặt hai chân, đứng im một chỗ không nhúc nhích, song chỉ bằng tư thế ưỡn ngực và khí thế hiên ngang bất khuất toàn thân đã đủ để sưng một tiếng oai phong khí phái. Lông toàn thân nó lại càng bóng mượt phản quang, đủ màu xanh đỏ đen vàng đan xen vào nhau, đặt trong căn phòng này thoạt như tỏa ra một kiểu hào quang khác. Đó là ngày thường đã được chăm sóc rõ sướng thay. Phần màu đỏ chót trên đầu nó vừa to vừa sáng, nục nịch những thịt nhô lên thật cao, đỏ tươi bóng mượt, đến cả phần răng màu bất quy tắc cũng tỏ ra khác hẳn bình thường. Phần lông đuôi vút lên thật cao sau sống lưng uốn lượn, còn có một độ cong tuyệt đẹp, phản xạ lại ánh sáng xanh biếc dưới ánh đèn. Nó đứng im một chỗ, đôi mặt như đậu đen, quét nhìn xung quanh có vẻ thông minh lạ thường, trừng thẳng vào mặt những người có mặt, không hề để lộ một chút nào cảm xúc sợ hãi. Nhất là Lục Tắc Phi, anh ta lớn từng này rồi mà còn chưa được trông thấy gà trống mấy lần, bây giờ trông vật thật, lại còn tiếp xúc ở khoảng cách gần, nên lòng hiếu kỳ hiếm hoi đang cuộn trào dữ dội. Anh ta mắt đôi mắt với con gà này chốc lát, đoạn nghiêng đầu hỏi Lục Thiệu Đan với vẻ không dám tin. Đây là con gà trống bình thường chúng ta ăn thiệt đó hả? Nòm răng dấp thế này bỏ vào nồi hầm thì tội cho nó quá. Người đàn ông đưa gà tới là bậc thầy kỳ cựu chuyên nuôi những súc vật này, nghe vậy thì vừa thấy thương vừa thấy tội. Cậu chủ, gà bình thường cậu ăn toàn là gà mái nho nhỏ thôi, con gà trống này thì tôi đã nuôi 3 năm rồi, thịt cũng già nên ăn sẽ không ngon nữa. Người đàn ông trung niên này là người chuyên nuôi những động vật này trong trang trại, nếu con khác thì thôi, nếu chỉ con gà trống này là hắn đã bỏ bao công sức chăm bón kỹ càng suốt 3 năm. Từ khi sinh ra thành gà, nó đã là đứa gieo giống tốt nhất trong cả đàn gà mái, ngày thường uy phong lâm liệt, đi dọc đi ngang khắp trang trại. Nếu giờ uy thật ra
thì đến cả con chó giữ cửa cũng phải chạy xa 8000 dặm, khỏi phải nói kiêu ngạo cỡ nào. Bất cứ con gà trống nào đứng cạnh nó cũng không thể bình tĩnh nổi. Lần này nếu không phải cậu chủ đích thân lên tiếng nói phải mang con tốt nhất tới, hắn ta đã thật sự không nỡ dẫn nó tới đây. Một con gà tuyệt cỡ nào cơ chứ, bây giờ bị yêu cầu đưa tới căn phòng này, còn chẳng biết nó sẽ bị người ta làm nhục ra sao nữa đây. Ngộ nhờ nấu lên không ngon, thế chẳng phải khổ thân cho nó lắm sao? Sớm biết vậy, nhân viên nuôi dưỡng buồn thầm trong lòng. Để biết trước là cậu chủ sẽ đích thân ra tay, hắn đã mang tới một con gà trống khác rồi. Ánh mắt hắn vô cùng đau khổ, đã không nén được trái tim nhoi nhói. Tân niên Lục Tắc Phi cũng không phải người ngu. Anh ta nhìn người đàn ông trung niên thật thà nọ, là nhìn con gà trống đang kiêu ngạo đứng thẳng không thèm sợ họ mảy may đó, cuối cùng đành nói với người nuôi: anh đi xuống lầu kiếm chỗ nào đứng chờ hoặc làm gì đó đi, đợi bọn tôi dùng con gà này xong sẽ để anh dắt về sau. Hóa ra là không phải muốn làm thịt nó. Người đàn ông tức thì mừng rỡn, nét mặt đã không nén được nụ cười, vội vàng đồng ý. Trong phòng lại trở về sự yên tĩnh. Hà Thanh hỏi: sao anh biết là em sẽ không giết nó? Ngộ nhỡ cần dùng nó làm vật tế, đợi lát nữa người kia quay lại nó chết toi rồi thì sao? Lục Tắc Phi, anh ta chưa nghĩ tới luôn. Anh ta hỏi: à, vậy rốt cuộc phải dùng con gà trống này làm gì? Làm thịt cúng tế à? À, thế thì không giết con nào đã quen là được. Sớm biết thế thì đã bảo người ta mang con khác tới rồi. Lời này thật chẳng ra gì. Trường Quốc Minh, người ta còn đang vì con trai mà đau đến không muốn sống đằng kia, ấy thế mà anh ta lại có tâm trạng tiếc thương cho một con gà. Nhưng Lục Tắc Phi nghĩ rất sáng suốt, dù sao thì nếu muốn máu, muốn lông, muốn thể xác gì đó, chẳng phải con gà nào cũng như nhau thôi sao? Trông cái vẻ mặt tiếc thương của người mới đưa gà tới, nếu làm thịt con gà này thật, không chừng một gã trai 30-40 tuổi như người ta về còn phải chảy 2 hàng lệ nữa, không cần thiết. Hơn nữa cứ nhìn con gà này mà xem, dáng điệu oai hùng cỡ nào, người làm lính như họ thì nhất chính là khí thế ấy. Hà Thanh nhìn anh ta mà nở nụ cười như không. Cô vốn là người nông thôn, tất nhiên không thể quen thuộc với loại gà vườn này hơn nữa, liền lạnh lùng nói với Lục Tắc Phi: yên tâm, không lấy mạng nó, chỉ là muốn lấy ít máu màu gà thôi. Ánh mắt Lục Tắc Phi tức thì chuyển tới phần màu có hình răng cưa bất quy tắc đỏ rừng rực trên đầu con gà trống, ngờ vực hỏi: chỉ cần máu trên này là được, cần bao nhiêu? Để anh lấy cho. Thế anh ta hứng thú ghê gớm như vậy, tất nhiên Hà Thanh không có ý kiến. Được, anh làm đi, một giọt là đủ rồi. Lục Tắc Phi đã ở trong quân đội bấy lâu, thân thủ tất nhiên là hàng đầu. Anh ta moi một con dao găm ra từ chỗ nào trên người không biết, cầm chắc dao bắt đầu khua tay múa chân tới lùi với con gà. Dù sao mào cũng ít thịt như vậy, ngộ nhân nhất thời lỡ tay xẻo đi mất thì đáng tiếc cỡ nào cơ chứ. Hà Thanh và Lục Thiệu Đan trơ mắt đứng bên nhìn, không hiểu sao nhìn nụ cười lành lạnh thong dong bên mép Hà Thanh, trong lòng Lục Thiệu Đan lại có cảm giác bất ổn khó nói. Cô nhìn ông anh trai đang hứng chí phấn khởi chuẩn bị khai triển công phu của mình, đột nhiên cảm thấy điềm không lành. Ánh mắt Hà Thanh rơi vào mấy sợi dây quấn lỏng lẻo ở hai chân con gà, là nhìn sang Lục Tắc Phi đã sắp sửa ra tay. Dù rằng hoàn cảnh đang hết sức nghiêm túc, điều vẫn không nhịn được cong khóe miệng. Lục Tắc Phi lựa chọn góc độ bên trái con gà trống, lúc này đang chậm chậm tiến lên. Dù sao con gà này cũng đã bị buộc chặt, không thể phản kháng được gì, chỉ cần anh ta nhanh tay nhanh chân, mau chóng đã bộp vào cổ nó thì đoán chừng nó sẽ không thể cử động tiếp được. Anh ta nghĩ thì hay đấy, những bước chân chỉ vừa chớm đến gần đã thấy đôi chân gà gầy gầy lại mạnh mẽ của con gà đô con bông cua cua trên mặt đất, móng gà sắc bén tức thì rạch trên sàn gỗ
tạo thành mấy dấu hằn sâu. Tuy không rõ việc này có ý gì, song kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến thần kinh anh ta lập tức căng chặt, quyết định ra tay trước để chiếm lợi, liền nhanh chóng áp sát. Ngay khoảnh khắc Lục Tắc Phi đến gần con gà, cánh tay mạnh mẽ đầy sức lực của anh ta còn chưa kịp giơ ra thì con gà trống kia đã đột nhiên giơ cánh tay bay thẳng lên giữa không trung, màu gà nhọn hoắt không chút lưu tình mổ thẳng vào gáy anh ta. Lục Tắc Phi, mẹ nó, đùa ông đây hả? Nghe tới yêu cầu phải lấy máu sống của Hà Thanh, anh ta cũng không dám ra sức quá lớn mà khiến gà thiệt mạng, chỉ đành 36 kế chuồn mới là thượng sách. Chỉ cần rời khỏi phạm vi sợi dây, nó sẽ không làm gì được nữa. Đừng nghĩ thì hay lấy. Đôi chân gà kia tuy thoạt trông có vẻ rất mạnh mẽ, song khi thật sự gặp chuyện thì lại đúng là mạnh thật. Móng gà nhọn hoắt từ khắc cong thành hình móc câu, bấu chặt lấy hai bên cổ áo anh ta. Con gà to con đứng sừng sững trên cổ anh ta, đôi cánh bự tràng khỏe mạnh đập phần phật sang trái sang phải, tát thẳng vào mặt anh ta. Tuy không phải là rất đau, nhưng cái cảm giác bị một con gà trống đùa bỡn này khi Lục Tắc Phi tự dưng cảm giác không còn mặt mũi nào làm người được nữa. Mà phần đỉnh đầu cũng không được nó bỏ qua cho cây mỏ gà nhọn nhọn, hiện đang kiên nhẫn tìm tất cả những nơi có thể với tới mổ cật lực. Hết chương 10. Hết 5 chương. Chúng ta sẽ cùng nghe nốt chương cuối nha. Chương 11. Truy hồn. Tổn thọ quá, gà vườn lấy thịt sao lại lợi hại dữ vậy trời. Lục Tắc Phi ôm đầu chôn chùi chôn nhùi như chuột, lệch thạch lôi thôi. Trước nay anh ta chưa từng biết rằng có một ngày thanh danh cả đời mình sẽ bị chôn vùi bởi một con gà. Chỉ vừa nghĩ tới chuyện này, anh ta đã cảm thấy không thiết sống gì nữa. Một đám đồng đội vô lương bên cạnh, bao gồm cả em gái ruột thịt và chiến hữu cũ Trương Quốc Minh, cũng đều không kiềm được cười to. Bầu không khí bi thương khi trước đã bị đánh tan sạch. Khí khái đàn ông uy danh ngời ngời suốt mấy chục năm của Lục Tắc Phi và giờ phút này đã tả tơi hầu như không còn. Anh ta hết né trái lại né phải, không có cách gì để đối phó với con gà trống phách lối này. Trong tình thế cấp bách, những từ ngữ thô tục đã học được trong quân đội tức thì phun ra bằng sạch. Mẹ, còn cười nữa à? Mẹ kiếp, mau lấy nó ra cho tôi đi chứ. Tính để nó vặn gãy cổ của tôi luôn hả? Bây giờ mọi người mới thôi chẳng cười như nắc nẻ. Nhưng sau chốc lát yên lặng ngắn ngủi, ai nấy lập tức bộc phát trận cười to còn điên cuồng hơn. Mà thấy Lục Tắc Phi sắp thẹn quá hóa giận, Hà Thanh khụ khụ mấy tiếng, kêu hơn kẻ vô lương bên cạnh lại, trong đầu nghĩ, thật đúng là em gái ruột và chiến hữu thân thiết. Cô lập tức cầm bát gạo nếp mới chuẩn bị vừa nãy lên, tiện tay bốc một nắm, miệng cục 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 gọi gà, đồng thời tay đã giải một nhúm gạo nếp tròn vo trắng đục. Đừng trông chiêu này đơn giản như mậy mà lầm, thế mà con gà trống kia đã lập tức bay xuống khỏi đầu Lục Tắc Phi. Gạo Hà Thanh vung ra vừa khéo trong phạm vi sợi dây buộc chân nó, đạp đất nó lập tức cúi đầu bắt đầu mổ gạo lia lịa. Nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời này, ai mà nghĩ nổi nó chính là đứa có hành động như ma vương ban nãy. Con gà trống ăn say sưa mềm mệt, thoạt trông như tất thảy vẫn bình thường, thân thể cũng tốt, trạng thái tâm lý còn tốt hơn. Nhưng còn Lục Tắc Phi, cả đám nhìn sang thương hại. Từ nay về sau, nghe tới hai chữ gà trống là sẽ có ám ảnh. Nắm gạo kia cũng không nhiều, con gà trống ăn nhanh mà mổ gạo cũng chuẩn xác, chỉ chốc lát đã sang bóng không còn hạt nào. Hà Thanh lại nắm một nắm gạo khác trong tay, ngồi xổm xuống gọi cục cục cục. Con gà trống kia đã quen người ta cho ăn trong trang trại, bề ngoài nó vốn bóng đẹp, bình thường đi theo đám gà mái của mình đẻ trứng cũng rất lợi hại nên vô cùng được yêu quý. Thấy Hà Thanh nắm gạo trong tay, nó không sợ hãi mà lập tức nhào lên định ăn. Ngay nhanh mắt nó cúi đầu, tay phải Hà Thanh đã cầm sẵn một cây kim khâu, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng đâm xuống.
Tốc độ nhanh đến nỗi thậm chí con gà này còn chưa cảm nhận được điều gì thì một giọt máu to nặng lại đỏ hồng đã lập tức rỉ ra khỏi mào. Hà Thanh vươn tay quệt giọt máu kia đứng yên ở đầu ngón tay cô như một quả cầu thủy tinh nho nhỏ, sau đó nhanh chóng được bơi lên lá bùa đã vẽ xong. Chỉ thấy giọt máu vừa mới chạm vào nên bực đỏ tươi trên lá bùa vàng, trong nháy mắt toàn bộ lá bùa bốc bùng lên một ngọn lửa đỏ thẫm, là chỉ giây lát đã bị dập tắt mất tăm hơi. Mọi người lại nhìn sang, lá bùa kia vẫn không hề bị tổn hao gì, đến cả màu sắc cũng giống trước đó như đúc. Hành động của Hà Thanh nhìn như đơn giản nhưng ra tay nhanh mà chuẩn, ánh mắt lại hơn người. Máu lấy được chính là máu ở ngay chính giữa mào của con gà trống. Linh tính trong đó được lá bùa này kích thích, tự khăng để lộ sự bất phàm. Con gà trống tuy có vẻ đôi con lực lưỡng, nhưng khi mổ gạo trên tay cô thì động tác lại rất dịu dàng, không hề khiến bàn tay non mềm bị đau. Hà Thanh vui vẻ vuốt phần lông mềm bóng loáng mượt mà trên cổ nó, thở dài nói: ngoan. Đồng thời một sợi linh lực không thể nhìn rõ im lặng truyền từ lòng bàn tay tiến vào trong thân thể con gà. Có sợi linh lực này, thân thể gà trống sẽ càng khỏe mạnh cường tráng hơn. Nếu có thể nuôi thêm mấy năm nữa thì thậm chí linh trí có thể so bằng một đứa trẻ, xứng đáng là một con gà trống trong nhà giữ của đạt tiêu chuẩn. Chuẩn bị tất thảy ổn thỏa, Hà Thanh dọn gọn mớ đồ đạc trên bàn trà, nghiêm mặt nói với mọi người: chuẩn bị bắt đầu. Trương Quốc Minh dắt Hạo Hạo tới đứng ngay ngắn trước bàn trà. Hà Thanh bưng bát gạo nếp trắng tinh kia đứng ngay trước mặt Hạo Hạo. Cô ra tay nhanh như chớp, cũng dùng cách thức giống vậy chọc ra một giọt máu từ giữa ấn đường Hạo Hạo. Đương nhiên lần này là dùng một cây kim khác. Da Hạo Hạo trắng như tuyết càng làm nổi bật giọt máu nhỏ xíu kia, khiến nó dễ thấy hơn, khiến ánh mắt mọi người đều dừng cả trên đó. Chỉ chốc lát sau, giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ chỗ đấy, thậm chí không cần ai quyệt mà đang như có linh tính, từ nó lại bay thẳng vào trong bát gạo nếp. Chỉ là một giọt máu, sau khi bay vào bát gạo thì lại như rót cả bát máu đầy. Cả bát gạo bỗng nháy mắt trở nên đỏ như máu, sôi lên ủng ục rồi lại biến mất trong khoảnh khắc, chỉ lưu lại vết bọt trên thành bát bằng sứ trắng. Hà Thanh đặt bát gạo xuống cái bàn trà trước mặt Hạo Hạo, hai cánh tay đan chéo vào nhau, ngón tay cái đặt trên lòng thứ hai của ngón áp út, tạo thành thế ấn chú: Thái thượng hữu linh, dương ngã chân danh, linh hòa vị tận, dương thọ nhưng tồn, truy hồn nhiếp phách, sinh linh hữu linh, tá kỳ dương huyết, tùng tích hữu tồn. Vừa dứt lời, động tác tay Hà Thanh phút chốc biến đổi, lá bùa kẹp giữa ngón áp út và ngón giữa tay phải bỗng nhiên trải phẳng, tựa như chất liệu làm nên lá bùa không phải giấy vàng mềm mại mà là một tấm nhựa cứng chắc. Cái tay Hà Thanh trong nháy mắt duỗi thẳng, chém thẳng xuống như kiếm sắc, khiến trong không khí nổi lớn những gợn sóng mờ. Cùng lúc đó, phần đuôi lá bùa bỗng không gió tự cháy, nhoáng cái đã bùng lên ngọn lửa màu xanh lục âm u. Canh chuẩn thời cơ, Hà Thanh nhanh chóng cắm lá bùa vào bát gạo nếp đỏ rực nọ, thái độ hệt như khi dâng hương thường ngày, lặng lặng đứng yên, thái độ hết sức nghiêm túc. Truy hồn. Một ngọn lửa màu xanh âm u tỏa từ đỉnh lá bùa lên không trung, sôi trào trong nháy mắt mọi người. Ánh mắt mọi người đều dừng trên lá bùa đang yên lặng thiêu đốt, phát hiện nó dường như đã thật sự thay đổi chất liệu, trở nên chịu lửa cực tốt, để nồi qua một thời gian vậy rồi mà vẫn còn hơn phần nửa chưa bị đốt tới. Ngọn lửa màu xanh âm u phừng lên mấy hồi giữa không trung, chỉ chốc lát đã tìm được một phương hướng chính xác, bay thẳng về đó, tốc độ như sấm như điện, chớp mắt đã tan biến không còn dấu vết trong mắt mọi người. Mà Hạo Hạo vẫn luôn đứng im lặng một bên thì hai mắt bỗng nhiên nhắm chặt, cơ thể nhỏ gầy mềm nhũn, tức thì ngã vào lòng Trương Quốc Minh và luôn đứng đằng sau. Hạo Hạo! Cả hội luôn cuống tay chân,
vội vàng đưa lấy thằng bé. Hà Thanh thì lập tức nhắm chặt hai mắt, ngón trỏ ngón giữa của hai bàn tay chậm lại vào nhau, hai tay nắm chặt đặt lên trán. Từ giữa trán cô, trong thế giới không ai được biết, có một ngọn lửa màu xanh âm u đang nhanh chóng bay qua bay lại như sao rơi, chiếu sáng một vùng đen nhánh. Cùng trò Hà Thanh lần đầu tiên trông thấy rất nhiều hồn phách dù đã mất đi ý thức nhưng vẫn còn sót lại dấu vết linh lực trên nhân thế. Nơi đó có thể nhìn thấy linh hồn của Hạo Hạo. Hết chương thứ 11. Kết thúc 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy có phải ông cụ Lâm kia chính là người ra tay hay không? Chúng ta có thể nắm chắc đến 90%, 99% rồi. Vậy Hà Thanh sẽ phải đối phó với ông cụ Lâm như thế nào? Chúng ta vẫn sẽ phải đón nghe tiếp vào những phần sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để các Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.